Bản tin này liên quan đến có một kẻ trốn ngục ở tại Oklahoma đã bị bắt giữ trở lại. Các quan chức cho biết một cuộc truy lùng kéo dài nhiều ngày đã kết thúc vào ngày hôm nay ở tại Oklahoma sau khi có một kẻ vượt ngục đã trốn thoát khỏi một cái uh, um, nơi giam giữ đã bị phát giác khoảng 20 uh, khoảng chừng 50 miles khi mà có một người lạ đã nhận ra anh ta khi mà anh ta đến để hỏi mượn điện thoại Thì người lạ tại vì cảnh sát dĩ nhiên là đã thông báo hết mọi khu vực xung quanh để mà cho biết về người đàn ông này Và khi mà anh ta đến hỏi một người lạ để mượn điện thoại thì người này đã nghi ngờ và ngay lập tức báo cho cảnh sát Và cảnh sát đã đến bắt giữ Frank Logan 56 tuổi đã bỏ trốn ở à, khỏi một cái trại cải huấn của tiểu bang Oklahoma ở Grand Night vào ngày chủ nhật khi mà ông ta được phát giác mất tích vào lúc 6 giờ chiều cùng ngày à, thì bộ cải chính ODOC của tiểu bang đã cho biết à, là người phát ngôn của à cũng đã vào cuộc và đã tìm kiếm và cho biết được rằng là có một người đã gọi điện cho 911 để mà báo rằng dường như đã nhìn thấy một người có vẻ phù hợp với lại mô tả của cảnh sát về Logan và đang đến với họ để mà yêu cầu được nhờ sử dụng điện thoại. Và sau đó thì cảnh sát đã nhận ra mô tả và thấy rõ ràng đây là một người đàn ông da trắng với lại một cái mái tóc gọi uh, là uh, cắt gọn ở phía trước và sau đó thắt ở phía sau và có một cái uh, giống như có một cái hàm râu quai nón và uh, anh ta nặng khoảng 200 trăm pounds và ở độ cao tới năm 5, uh, 5 feet 10 lần và mới có một cái uh, có một cái hình xăm ở chữ vàng ở và bắp tay phải cho nên có vẻ như rất dễ nhận dạng và cuối cùng thì anh ta đã bị bắt lại à, nếu như mà anh ta không có ý định đến mượn người lạ cái điện thoại thì chắc là cảnh sát vẫn còn khó để có thể tìm được anh ta nhưng mà cuối cùng thì sau vài ngày sau à, hai ngày thôi thì anh ta đã bị bắt giữ kính thưa quý khán giả.